Ngày ấy khi Tết đến, tại các cửa hàng bách hóa bày bán những mẫu áo may sẵn, chủ yếu là áo sơ mi. Đây là những mẫu áo đã phổ biến từ những năm 60. Kiểu nó đa số là chỉ là áo sơ mi cổ bẻ, thì nào là cổ cánh ngạn hay cổ hai ve, hay là cổ chữ B, đại khái mấy vài cái cổ, mấy cổ lá sen. Đấy thì là vào một vài cái cổ đấy thôi. Chứ còn thì cũng sau này thì nó còn có tới, tức là cái gọi là đến năm tám mấy thì tôi nhớ tôi may cái áo, tức là cái cổ gọi là cổ không cổ nhưng mà nó lại V, nó V tròn đấy, tức là coi không cổ nhưng mà nó V tròn, cái đường V nó viền tròn thế thôi. Chứ còn nó cũng không, áo thì là toàn là may theo cái dạng, tức là một là chiếc 4 ly đấy, hoặc hai là áo Hồng Kông, tức là áo thẳng này thôi, chứ còn không có một cái, tuyệt nhiên không có váy. Quần áo may sẵn không nhiều vì ngành công nghiệp dệt may còn quá nhỏ bé, phần lớn là phải đi cắt may. Cách đo của những người thợ may cũng khác, họ đo ít số đo hơn và không kỹ càng như ngày nay. Tiền công thợ thì rẻ nhưng tiền vải thì cao vì vải vóc thời đó rất là hiếm, mọi người phải mua theo tiêu chuẩn phân phối. Rồi lại đến thời, những chiếc may ô trắng là biểu tượng cho sự sành điệu. Mặc may ô ở trong, phải mặc áo trắng ra ngoài để người khác còn nhìn thấy được mình đang mặc may ô. Hay như phải mở một hai cúc trên để lấp ló chiếc may ô ở phía trong. Bởi vậy mà từ câu nói quen thuộc, một yêu anh có đồng hồ Seiko, hai yêu anh có Peugeot cá vàng, thành một yêu anh có may ô, hai yêu anh có cá khô để dành, thể hiện sự so sánh chiếc áo may ô như một món đồ hiệu, trở thành tiêu chuẩn vui để chọn người yêu.